Xin chào cả nhà, em lại tiếp tục lên sóng giới thiệu các bác một chiếc máy rửa bát. Đây là năm vừa dọn xong. Đây là một con máy em phải nói là đẹp mỹ mãn các bác nhé. Các bác nhìn tổng thể máy cực đẹp luôn. Con này nguyên bản toàn bộ từ A đến Z. Đấy, mặt mũi đây, vỏ phần nhựa đây vẫn nguyên các bác nhé. Rất là trắng đẹp này. Mặt meca này rất là mới nhé. Đẹp. Đấy. Mặt mũi bảng điều khiển. Một con máy em đánh giá là xuất sắc. Đúng nguyên chất bãi cực đẹp luôn. Phần lưng tôn con này quá phẳng. Đây, phẳng đẹp nhé. Đấy. Con máy rất đáng để các bác mua. Lưng tôn hai bên rất phẳng mà không có xước sát gì. Đẹp. Con này là đời 2012 này các bạn này. Thì giờ 2011, 12 thì không quan trọng lắm đâu. Nhưng mà thôi 2012 thì nó vẫn cứ thích hơn 2011 đúng không ạ? Đấy, một con máy xuất sắc. Phần vỏ bên ngoài. Bây giờ quay tiếp cho các bác phần bên trong. Đây, các bác nhìn bên trong rất sạch đẹp nhé. Đấy. Nội thất sạch nhé. Con máy em đánh giá là rất ok đấy. Con này em vừa cho rửa test xong sạch sẽ, vừa sấy khô. Đấy. Một con máy quá đẹp luôn. Các chức năng của máy đây các bác nhé, Eco Navi này, hẹn giờ này, thời gian sấy, chế độ rửa này, tiêu chuẩn này, nước nóng 80 độ C này, có chế độ sấy riêng biệt các bác nhé. Các bác không rửa thì các bác chỉ sấy không, bấm nút này này, đấy quá mất rồi. Đây chế độ sấy các bác nhé, chỉ sấy ra không rửa đâu. Đây đèn báo sấy này, đèn báo chu trình rửa, đây là đèn chu trình sấy các bác nhé. Còn bình thường các bác có để rửa tiêu chuẩn em nước nóng 80 độ C, thời gian sấy đặt 30 phút là ok rồi. Một con máy em đánh giá xuất sắc luôn. Giá bán 3 triệu 9, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Bác nào chốt con này các bác liên hệ nhé. Hàng hiếm đấy.